Nguyễn Hoàng xin chào quý cô chú anh chị đã quay trở lại với kênh Bán Nhà Chính Chủ Sài Gòn. Thì hiện tại Nguyễn Hoàng đang đứng ở ngay chỗ vòng xoay nè cô chú anh chị ha. Vòng xoay trước mặt cô chú anh chị đó là vòng xoay nè. Có những cái mũi chĩa đi về hướng Lý Thường Kiệt, về hướng Cộng Hòa và về hướng Phú Lâm ha. Đó, và vòng xoay này còn được gọi là vòng xoay Lê Đại Hành nha cô chú anh chị. Hướng trước mặt á, mình đi thẳng qua luôn á là mình sẽ đi về đường Âu Cơ cô chú anh chị ha. Còn phía bên này nè, mình rẽ qua bên này á là mình đi về Nguyễn Thị Nhỏ. Nhà của mình á thì hiện tại đang thuộc đường Bình Thới nha. Thì Nguyễn Hoàng sẽ đi thẳng vào vị trí của nhà này để giới thiệu cho cô chú anh chị mình nha. Đó, nhà vị trí đường trước nhà là đường 6 mét luôn nha cô chú anh chị. Đó, giờ Nguyễn Hoàng sẽ đi thẳng cho cô chú anh chị mình tham quan cái ngôi nhà này. Đó, nhà mình là thuộc đường Bình Thới. Từ vị trí nhà mà đi vô đường Bình Thới rất là gần nha cô chú anh chị. Đó, tới đây cô chú anh chị mình sẽ ôm cái vòng xoay nè để đi về mình đường Bình Thới ha. Đó, ôm vòng xoay này cô chú anh chị. Đó, hướng này về Bình Thới nè là cũng về được Lạc Long Quân nha cô chú anh chị, về ông Bích Kim ha. Đó, từ vị trí mà vòng xoay này mà về tới vị trí ngôi nhà của mình đó là khoảng cỡ chừng là 300m nha cô chú anh chị. Đó, rất là thuận tiện trong cái việc mà mình di chuyển luôn, nhà đường cái là hẻm xe hơi vào tận nhà thoải mái luôn ha. Đó, khu này thì buôn bán rất là nhiều mặt hàng. Đó, vị trí kinh doanh sầm uất cô chú anh chị ha. Ở bên tay phải nè, có cái đường này, đường này là hẻm 100 nha cô chú chị. Hẻm 100 này là đi về đường Lạc Long Quân luôn nha. Ở đó là sẽ có chợ nữa nha cô chú anh chị. Và hướng hẻm 100 đó là mình có thể đi ra được ngay chỗ cái chợ Hoa ở quận 11 ha. Nhà mình thì hiện tại đang thuộc 186 của đường Bình Thới. Mình quẹo vào ha. Đó, mình đi tí nữa là mình sẽ gặp cái hẻm 186 ha. Đó, lên tí nè. Đây ngày đó. À, góc này à, cô chú anh chị mình sẽ để tay phải nè. Để trà phải cho mình đi lên một tí nữa mình sẽ để tay phải ha. Đường trước nhà là đường 6 mét nè cô chú anh chị. Đây. Đây vị trí ngôi nhà của mình đây. À, đường này đường 6 mét nha. 6 mét đổ bê tông ha. Vị trí ngôi nhà mình đây cô chú anh chị ha, nhà mình được thiết kế một trệt, một lửng, 3 lầu ha. Có mái che than nha cô chú anh chị. Đó, nhà mới xây luôn cô chú anh chị ha, năm 2022. Hiện tại Nguyễn Hoàng cũng đang đứng ở trước vị trí ngôi nhà. Thì hồi nãy Nguyễn Hoàng có giới thiệu sơ lược về cái vị trí đường đi cho cô chú anh chị mình xem rồi. Thì giờ Nguyễn Hoàng đang đứng ở vị trí trước là vị trí ngôi nhà của mình nha. Nhà mình thì được thiết kế là một trệt, một lửng và 3 lầu ha. Đó. Và tổng diện tích của nhà mình đó là 32,5m2 ha. Còn diện tích sàn của nhà mình đó là bao gồm là tầng trệt, lửng và lầu 2, lầu 1, lầu 2, lầu 3 là 132,1m2 của chú anh chị ha. Và nhà mình đó là đường rộng 6m nha. Đó, ở đây là chuẩn 6m luôn nha cô chú anh chị. Đã được chia ranh lộ giới sẵn hết rồi ha. Đó, và hướng này nè cô chú anh chị mình đi thẳng ra là mình sẽ ra được hẻm 100 của đường Bình Thới nha. Đó, hẻm 100 đường Bình Thới là mình sẽ rẽ tới phải là mình đi về lại đường mặt tiền đường của đường Bình Thới, hoặc là rẽ tới trái á, thì mình đi về lại Lạc Long Quân ha, là hướng này nha. Và hồi nãy Nguyễn Hoàng thì có đi vị trí nè, từ bên này nè, từ bên này đi vào nè. Đó, từ bên cái đường Bình Thới hẻm 186 mình đi vào ha. Còn cái hẻm mà ngược lại mà Nguyễn Hoàng có nói cho cô chú anh chị mình đó là hướng này đó là mình sẽ đi về hẻm 100. Ở đây là đường rộng 6m ha, xe hơi vào đến tận nhà luôn. Đó, thì cô chú anh chị mình cũng sẽ thấy là có một chiếc xe hơi ở trước mặt á. Thì cái hẻm này thì xe hơi vào thoải mái ha. Đó, nhà mình thì có kích thước là ngang 3m và dài là 10m ha. Và có một cái khoảng là dài hơn 10m là 11m6 nha cô chú anh chị. Đó, và đây là khoảng không gian của nhà mình nè.
thì cái thềm nhà so với thềm đường là khoảng cỡ 2 tấc nha cô chú anh chị. Đó, và toàn bộ bên mặt tiền của ngôi nhà mình đó là được ốp gạch hết nha. Đó, gạch giả đá rất là đẹp nha cô chú anh chị. Và nhà mình thì có hai lớp cửa, một lớp cửa cuốn nè, ở phía bên trên này là có một lớp cửa cuốn nha cô chú anh chị, và một lớp cửa nhôm sinh pha ở đây. Đây là nhôm sinh pha. Đó, nhà mình thì có cái bề ngang đó là ngang 3 m, và chiều dài đi thẳng vào bên trong đó là 10 m nha cô chú anh chị ha. Đó, đi thẳng vào bên trong là 10 m. Thì giờ Nguyễn Hoàng sẽ bật đèn từng cái nơi để cho cô chú anh chị mình tham quan nha. Đó, đây là khoảng không gian bếp của nhà mình nè. Đây là khoảng không gian bếp. Đó, toàn bộ ở đây. Thì không gian này em nghĩ là chủ sẽ thiết kế để cái máy giặt ở đây ha. Đó, đây là khoảng không gian mà để máy giặt. Còn không gian bếp thì sẽ nằm bên này, thì cũng được thiết kế bằng kệ tủ của gỗ an tường ha. Đó, và bề mặt là này là đá bằng đá sứ nha cô chú anh chị ha. Đó, rất là đẹp luôn. Không gian này thì mình để bếp nè. Còn không gian bên kia á, là mình để bồn rửa chén nè. À, ở đây là bồn rửa chén ha, nước rất là mạnh nha. Và từ cái vị trí này nè, đi thẳng vào bên trong đó là tầm là 1m6 ha. Còn tính từ cái vị trí từ bên này với bên tường bên này mà đi thẳng ra ngồi đó là tổng chiều dài là 10 m. Và mình có một cạnh đó là ở đây đó là dài hơn là 1m6. Đó, khoảng không gian này thì mình để có thể để tủ lạnh ở đây nè. Và nhà mình đó thì từ đây ra ngoài đó là 10 m ha. Có cái khoảng kia cộng thêm 1m6 nữa là một bên dài tới 11m6 ha. Đó, còn không đây là khoảng không gian phòng khách của mình đây, phòng khách của mình đây. Ở đây thì để vài chiếc xe ha. Đó, cũng có thiết kế đường ống để ráp máy lạnh luôn rồi nè. Và nhà mình thì có lửng nha. Bây giờ Nguyễn Hoàng sẽ đi lên trên lầu để cho cô chú anh chị mình tham quan nha. Đó, và chủ đang kêu căn này với mức giá là 6 tỷ 9 nha cô chú anh chị. Đó, cái lửng thì được thiết kế là 2 phòng luôn. Đó, giờ Nguyễn Hoàng sẽ bật đèn cho cô chú anh chị mình xem nha. Đó, đây là khoảng không gian nè. Không gian này là không gian toilet nha. Toilet thì chủ có thiết kế nè, bồn cầu đút nguyên khối nha. Đây là bồn cầu đút nguyên khối và kệ tủ và gương soi. Đó, ở đây là vòi sen tắm nè, đầy đủ hết. Ở trên cũng có cái ống thông cái máy hút. Đó, máy hút thông gió nè cô chú chị thấy không. Đó, đây là máy hút thông gió nè. Cửa thì cũng đã được thiết kế là bằng cửa nhôm sinh pha. Thì nhà được sử dụng là nội thất rất là cao cấp nha. Đó, đó, đường ống máy nước nóng lạnh là đầy đủ hết nha cô chú anh chị. Đó, đầy đủ hết. Đó, khoảng không gian này là toilet nữa ha, cũng khá là rộng. Còn mình đi ra ngoài đây là sẽ có một phòng, tuy là lửng nhưng mà vẫn thiết kế một phòng kính ở đây nha cô chú anh chị. Đó, đây là một phòng kính nè. Và đặc biệt là ở phía trước đó cô chú anh chị mình cũng sẽ thấy có một cái cầu thang để đi lên cái khoảng không gian đó, là mở cái cửa ra để mình lấy cái không khí từ bên ngoài vào thoáng mát ha. Đó, thì không khí ở đây, đây là một phòng ha. Thì Nguyễn Hoàng sẽ bật đèn cho cô chú anh chị mình xem nha. Đó, đây là một phòng nè, khá là rộng nha cô chú anh chị. Đó, đầy đủ tiện nghi ha. Đó, khoảng không gian này nha cô chú anh chị ha. Đó, đây là mình có cái cửa mình đi vào đây nè. Đó, ở đây thì sẽ đó sẽ một có một khoảng không gian để mình đi lên phía trên đó để mình mở cái cửa đó là cửa kéo luồng nha cô chú anh chị. Đó, và giờ Nguyễn Hoàng sẽ đi thẳng lên cái lầu 1 để giới thiệu cho cô chú anh chị mình tham quan từng lầu ha. Nhà này thì được thiết kế là một trệt, một lửng và 3 lầu nha cô chú anh chị, gồm có mái che than ha. Lầu 3 là mái che than đó. Và đây là một phòng lớn, thì mỗi lầu là một phòng và một nhà vệ sinh ha. Đó, đây là một phòng lớn nè và một nhà vệ sinh ở bên tay phải của Nguyễn Hoàng đây. Đây cô chú anh chị mình sẽ thấy nè. Đó, rất là rộng nha cô chú anh chị. Đó, đầy đủ hết ha. Đó, một phòng lớn
và một cái nhà vệ sinh ở trong đây đầy đủ tiện nghi, bồn cầu, lavabo, gương soi rồi đầy đủ hết. Và ở đây là một phòng rộng rãi luôn nha cô chú anh chị. Đó, rộng rãi và dài luôn cô chú anh chị ha. Và nền gạch cũng được thiết kế là bằng gạch giả đá nha cô chú anh chị. Cũng có ban công ở phía trước này cô chú anh chị thấy không? Đó, nhà mình có ban công, tuy là nhà ngang 3 dài 10 nhưng mà được thiết kế đầy đủ hết ha. Nhà mình là hoàn công đầy đủ một trệt, một lẫn ba lầu, mái cho thang nha cô chú anh chị ha. Đó, đầy đủ hết. Ở đây cũng được thiết kế là một cửa nhôm sinh pha. Đó. Thì căn nhà này chủ đang kêu mức giá là quá là rẻ rồi, có sổ hồng riêng, chủ quyền hồng rồi đủ hết. Sang tên công chứng liền trong ngày cho cô chú anh chị mình luôn nha. Đó, cầu thang cũng đi thuộc dạng là cầu thang bằng đá mây bồ ha. Rất là sắc nét luôn cô chú anh chị ơi. Đó, cái này là chủ xây để ở nha cô chú anh chị, chứ không phải là xây để kinh doanh. Nên cô chú anh chị mình cũng sẽ thấy là khoảng không gian được bố trí và nội thất được bố trí rất là cao cấp hết ha. Đó, cái này vẫn là được thiết kế làm để phòng kho nè. Còn toàn bộ là được sử dụng ở bên đây ha. Ở đây là vẫn là một cái phòng lớn ha. Còn khoảng không gian ở đây là không gian của toilet nè cô chú anh chị. Đó, toilet thì có bồn cầu, lavabo, gương soi rồi đầy đủ hết ha. Đó. Và vòi sen tắm nè cô chú chị. Và cái khoảng không gian này là khoảng một khoảng không gian phòng dài, phòng rất là rộng luôn cô chú chị ơi. Đó, như cô chú chị cũng sẽ thấy nè, rất là rộng. Đó, có cửa nhôm sinh pha luôn. Và kèm theo đó là khoảng không gian của ban công nè cô chú chị. Đó, một cái ban công ở đây ha. Thì lan can được thiết kế là bằng inox 304, kèm theo đó là kính cường lực. Và một bên này là được thiết kế là bằng bằng tường ha, tường ốp gạch nha cô chú anh chị. Đó, ở đây thì được cái là vị trí của mình đó là gần trung tâm luôn, mình di chuyển thoải mái ha. Đó, mình lên các quận trung tâm nó cũng gần. Đó, giờ Nguyễn Hoàng sẽ đi lên cái mái che thang để cho cô chú anh chị mình tham quan ở trên này nha. Đó, ở đây thì có thể thiết kế một cái khoảng không gian để mình để máy giặt nè. Đó, ở đây là thiết kế khoảng không gian để máy giặt ha. Thì ở dưới là ở dưới mỗi tầng là đều thiết kế làm phòng kho, nhưng mà ở đây thì mình thiết kế để máy giặt nè, phù hợp luôn cô chú anh chị. Đó, khoảng không gian khá là rộng rãi, có thể mà làm cái xào phơi đồ ở đây cũng được nha. Đó, ra ngoài đây nè, ra ngoài đây là một khoảng không gian. Đó, mình có thể làm phòng thờ ở đây ha, mình làm phòng thờ ở đây tại vì cũng đã được bao quanh bởi những cái nhôm sinh pha nè, và kèm theo đó là kính. Đó, đầy đủ hết. Và mình hướng mình đi ra ở đây á, là mình đi ra khoảng sân thượng phía trước ha. Nhà mình có sân thượng nha. Đó, một khoảng sân thượng khá là rộng nha cô chú anh chị. Đó, một khoảng sân thượng khá là rộng nè. Đó, được bao quanh bởi hai ô trụ rồi. Đó, vẫn chắc ha. Đó, và xung quanh tường thì được xây lên tầm 1m2 ha cô chú anh chị, và được ốp thêm đó vào là gạch ha, rất là chắc chắn luôn. Đó, khoảng không gian này phải nói là cứng cáp luôn cô chú anh chị. Và cô chú anh chị mình á, cái hướng này nè là mình đi hướng ra cái hẻm 100 của đường Bình Thới ha. Còn mình đi từ vị trí này để mình đi ra ngôi nhà của mình á, thì mình ra cái hẻm đó đó, cái hẻm trước mặt đó đó là mình ra hẻm 186 của đường Bình Thới nha cô chú anh chị. Đó, khoảng không gian khá là rộng nha cô chú anh chị ha. Thì đây là toàn bộ vị trí của nhà của mình đây nè cô chú anh chị. Đó, nhà thì được thiết kế là ngang, thiết kế là một trệt, một lẫn ba lầu, và nhà mình nó là ngang là 3m và chiều dài là 10m. Nhưng mà thực tế là nhà mình là có một cạnh ở bên tay phải của Nguyễn Hoàng đây là dài hơn, là 1m6, và tổng cái diện tích của ngôi nhà mình nó là 32,5m2 và xây dựng là đủ luôn. Và diện tích sàn á là 132,1m2 nha cô chú anh chị. Đó là công nhận đủ ha. Nhà mình là ranh lộ giới là không có luôn nha, không bị lộ giới luôn nha, và không bị quy hoạch luôn. Nhà mình mới xây luôn nha cô chú anh chị. Đó, và được xây dựng năm 2022 ha, cuối năm 2022 mới xây dựng gần đây. Và là nhà đang có hướng chính là thuộc hướng hướng này là thuộc hướng đông đông nha cô chú anh chị. Ở đông, và chủ đang cơ bán là 6 tỷ 9. Thì cô chú anh chị là mình quan tâm thì liên hệ Nguyễn Hoàng để mình qua mình xem nhà nha.
ưng ý thì mình thương lượng giá trực tiếp chính chủ luôn cô chú anh chị ha.